ngã đứng hao rồi. Chín rồi. Ô cá bự rồi. Mình sẽ quay trở lại cái góc cũ đây. Mình giật cá rô nha, năm rồi mình câu ở cái góc này. Bữa đó trúng nhiều lắm, cá rô mề bự bự không à. Nay cũng một năm rồi, mình quay trở lại đây mình câu thử coi còn cá không. Đây, cái góc mình nè. Mình dính đợt trước mình dính cá rô mề mề không à. Là cái đợt là năm rồi á. Nay nó quay trở lại một mùa nữa rồi. Rồi mình nhìn sáng rồi mình câu nha. Đó mình câu ngay cái lỗ này nè. Đó cái này. Xả mồi trước cái đã. Cái này thấy cá nó quặn cũng dữ lắm mà. Hụt cá. Đó, ăn rồi, ăn rồi. Đứng phao lên rồi. Có cá rô bự. Cá rô đây đang thui à. Kiến vàng này bả quá. Để trong tủ lạnh lâu rồi, nó nước không à. Khó dắt. Đứng hao rồi. Chín rồi. Ô cá bự rồi. Chín rồi. Ô cá bự rồi. Cá rô chúa luôn mà luôn à. Cá rô dài và bằng một gang tay, một bàn tay luôn. Vàng khè luôn. Ôi ôi khổng lồ. To ghê không? Củ rô luôn. Con đó là phải gọi là củ rô đó mọi người. Dài bằng bàn tay mình luôn á. Ăn nữa. Đó. Bự nữa nè. Cá rô. Ui cá rô bự. Cá rô đây con nào nó chất lượng luôn á. Cá rô giật lên quặng cầu luôn, chất lượng cao luôn, hay gì đó chất lượng cao luôn. À nhìn nè, bàn tay mình nè. Nó bít gần 4 ngón luôn các bạn thấy không? Ý là trong cái điện thoại nó nhỏ vậy đó, nhưng mà so với cái tay nó bít gần 4 ngón luôn. To ghê. Đây thì không lên thôi, lên con nào đấy, chất lượng con đó. Chậm chậm mà.
mặn. Ừ, rau mặn, lát lát qua đó rau trồng. Đó. Rút phao, trời ơi cá rô. Khủng long. Con quá coi là bự con nãy nữa. Nút lưỡi luôn này. Con này bự hơn con nãy nữa nè. Cái này phải gọi là khủng long bạo chúa không? Con nào nấy dài bằng cái bàn tay không? Nhìn nè. Trời là trời. Bàn tay mình mà cỡ này nè bích luôn à. Hết nổi chưa? Ôi, cỡ này hai con là thấy đủ tiền. Kho bích 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 cái nồi nồi đất luôn á. Cái nồi đất nhỏ nhỏ là bích luôn á. Mình câu là lưỡi nhỏ vậy thôi các bạn ơi. Nhỏ xíu à, không phải lưỡi to. Nhưng mà cái này nó nhạy lắm. Cực kỳ bén luôn, nó mỏng. À, cái chỗ này năm nào mình lại đem giật cá cũng bự đó. Năm rồi mình đem giật đây hả? Còn mười mấy con như vậy á, to cũng khiếp luôn, với hai con cá lóc. Cá lóc nửa ký luôn. Đó, đó, đó. Chạy. Cái gì vậy? Cái đồ nhỏ. Nhìn lấy cái đồ nhỏ rồi. Rồi bí. Thả lại. Qua đây đi. Cá lô rô đây khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow. Thật ý không? Đen thui luôn. Nữa. Cá lóc. Nước lưỡi. Cá lóc. Cái này mình có đem theo một mớ trứng nữa là trứng thúi nè. Lúc mình chọt về là cái này nó kiến đen nó nhiều quá. Kiến đen thì dở quá, cá nó có ăn. Mình đem theo 2-3 ngày mình ủ cho nó hơi thúi thúi rồi nên mình vụ mồi. Mình vụ mình xả lỗ mà nhạy lắm. Cho nó miếng. Đó, hấp lỗ lát cá lợi câu. Viêm viêm. Ô, rô bự nè các bạn ơi. Cá rô này có cá rô mùa rồi. Chứ không phải cá rô non. Cái chỗ này là cũng là cái chỗ cũ. Mà cái đợt trước đó mình lại đây là ruộng người ta xổ xả. Ta bơm nước lên ruộng, cái người ta xả xuống nước nó hơi xấu, với nước nó chảy mạnh lắm. Khó câu, đợt này lại đây thì nó im nước hơn, nước nó sạch hơn. Nói chung là đợt này là nước tốt hơn đợt trước á. Đợt trước đục sữa, xấu lắm.
rồi ăn nữa rồi. Có nữa các bạn ơi. Con này là cá tơ nè, cái nhỏ nè, mà mập ú. Con nãy là cá mùa rồi, nó hơi già cá xíu mà nó ốm. Mà nhìn nè, cá nó lấy móng giữ tình giữ thần luôn. Mặt nước không bao giờ đờ, không bao giờ yên luôn không? Nó giận giận giận, chao 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 mặt nước. Đó, nó quẩn quá rồi, nó quẩn không, nó thấy không? Con này chắc chắn là dính luôn rồi đó. Cá bự nè. Cá non, mã mập gì nè các bạn. Vậy là chuẩn rồi nha. Không nhìn nè. Cá nó gom lại mà có cái mặt nước nó lên, nó lấy hơi, nó lấy móng rồi. Lụm chởm đó. Nó rung rung kinh đó, không có mặt nước, nó không có im luôn á, đó. Đó nó quậy quậy, cá rô nó gom gì đây, đó ăn rồi. Cá bự nữa rồi. Cá nhỏ ăn nó dướng dưới, mình nghĩ lên tưởng cá bự nặng tay quá, ai dạng nó cá nhỏ. Cái này thả. Lên tim ăn này, lên tim. Cá bự nè, ôi cái gì vậy? Ủa xảy rồi, cá bự ghê á. Ủa đó. Cái lỗ này chà không mà nguy hiểm à. Nhưng mà có cá. Cá rô thì nó phá chỗ nào có chà nhiều á. Nó ở. Trong đây là phải có cá rô bự nè, mà sợ khó bắt được nó thôi, nên giật nó dướng như chả lên không được. Hên xui luôn đi đó. Ôi. Nè, có cá bự rồi, rớt nữa. Cá chà bá luôn. Ngày sọc gan tay luôn. Xảy hoài. Bởi mình nói trong đây khó bắt lắm.
cá ba lên gạt cái gang tay các bạn. Có ta. Đó ăn rồi đó. Dính cá rô bự nè. Còn nãy sảy bự cái này nè các bạn. Ba ngón hở to ghê không? Nó nằm ở ngay cái bọng cây khô nè, hồi nãy mình có rải mồi đây rồi. Mình rải mồi dọc hết cái đường kinh này luôn. Chỗ rải mới lát mình lại mình câu xen kẽ nhau á. Cái đường kinh này là cái đường kinh thủy lợi. Mình câu bên đây cá nó không ăn, mình chuyển sang lỗ khác mình câu xe qua xe lại vậy đó các bạn. Cái đường kênh này là cái đường kênh thủy lợi, là để cho dân người ta bơm nước lên ruộng, người ta trồng lúa rồi đó, ta sổ xả rồi. Này nó ăn nó cái kênh này nên là nó chạy dài ra sông luôn các bạn, nó thông với sông luôn á. Mấy chỗ này dính là cá bự không đó, để cá rô bự nó mới vô đây nó ở. Giống như là nó làm hang trống vậy. Cái dừa ở trống á. Đó, ăn nữa nè. Ui, ok. Ăn đã quá vậy mà giật cũng không dính. Chắc nó mới ngậm quá. Rồi ăn nữa rồi các bạn ơi, có hiện tượng. Chỗ này cá không có nhỏ đâu. Cái chỗ này là không dính thôi, dính cá bự có vậy không nè. Cá to thì nó nằm nó núp vô, nó dựa vô cỏ chứ nó dựa vô mấy cái bọng cây này đó, nó phái lắm. Câu các bạn câu cá rô là các bạn phải biết ý nha, biết ý nó là câu mới có cá to. Chứ các bạn câu ngoài trống á là cá không có to đâu. Câu cá rô thì các bạn nhất là lựa những cái chỗ nào cỏ nhiều. Thứ hai là cây, bọng cây rồi gốc cây đó, nó nằm ở giữa trống á. Cá to nằm trong đó nhiều, còn ở ngoài trống trống cá nhỏ nhỏ không à. Đó, có nữa nè. Đó, nhẹ nhẹ vậy đó, mà nguy hiểm. Chứ lần ót là cá không có lớn. Nè, cá lớn hết chưa? Đó, cá to không? Đi nhẹ nhẹ vậy, cá lớn còn đi mà đi lẹ quá là cá nhỏ các bạn. Còn cá. Dướng gì rồi ơi.
quá ta. Dương Nguyễn Cù Chà. Thôi động chỗ rồi đi. Đó, lấm. Lấm là lấm. Giúp mày nè. Đúng chất rồi mày rô đồng luôn nè. Rồi, ăn này. Cá bự chứ không đâu. Nó đang trứng xả của mình một bụng luôn. Giờ mới bắt được nó nè. Hết nồi luôn rồi các bạn. Còn có miếng nồi à. Còn có một hai cục mồi nữa. Cá lớn rồi, cá lớn rồi. Cá to nè. Thôi mình kết thúc ngày câu luôn các bạn ơi. Hết mồi luôn rồi. Còn một cục này là cục mồi cuối cùng luôn rồi đó. Rồi mình cho các bạn xem cá rồi mình kết thúc video nha. Đây số cá mình câu được ngày hôm nay. Cá rô hôm nay là cá rô bự không nhỉ các bạn. Đây hai con này khổng lồ luôn nè. Với nãy dính được con cá lóc mà lúc mình mở vỏ mình múc nước vô cá đó, nó nhảy ra ngoài rồi. Rô hôm nay là cá rô cụ không nha các bạn. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha.